Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Quân Vàng Moto Vlog. Và hôm nay mình sẽ review cho anh em một cái vấn đề mà rất là nhiều bạn quan tâm. Đấy là lên Smart Key cho Exciter Winner đúng không? Thì anh em biết rồi, tất cả mình sử dụng khóa của Smart Key của Honda, mở sổ giật các thứ thì những cái đấy là anh em lên quá nhiều rồi. Hôm nay mình sẽ review cho anh em cái Smart Key cho Suzuki GX150, bản Bandit này, bản thường này, những bản mà hoặc là Rider hoặc là Sonic đều có cái chẳng ma Smart Key đấy đều có lắp cho dòng đấy. Và nhiều hơn nữa đấy là gì, Smart Key của Yamaha, Smart Key chính hãng của Yamaha. Thì các bạn thấy là R15V3 lên Smart Key thì thay cả chẳng CNC đúng không, nhưng mà với những bạn MT15 XR mới ra mà muốn lên Smart Key thì sẽ phải lên như nào, hoặc là đơn giản như Tebic MZI muốn lên Smart Key thì anh nhà. Thì hôm nay mình sẽ review cho anh em. Thì khóa Smart Key bên mình sử dụng ấy, nó là khóa Smart Key của Honda, nên là tại sao mình phải nói với các bạn là khóa Smart Key của Honda để làm gì, để anh em có thể tin tưởng yên tâm nó là hàng chính hãng đã. Thứ hai là dây dợ, anh em có quan tâm về vấn đề độ chế không? Không cần, vì là cái gì, nó đã có bộ dây chuyển, mạch chuyển, tất cả lắp cho Yamaha ngon lành. Và cái điều quan trọng nhất anh em phải chú ý đến điểm này, anh em biết là điều gì không? Nếu các bạn mất chìa này thì sẽ làm sao để có được một cái chìa điện tử như này? Nếu mà như các bạn ở Hà Nội thì có thể gọi cứu hộ Quân Béo Mô Tô, hoặc là QT Mô Tô, hoặc là quản lý kỹ thuật trưởng, hoặc là những cái bạn kỹ thuật viên mà khi làm xe cho bạn mà đưa cho bạn cái các visit đấy, hoàn toàn là các bạn có thể gọi để hỗ trợ việc đấy. Nhưng nếu mà anh em ở xa thì sẽ làm nha, các bạn sẽ đơn giản cực giúp mình đẩy chiếc xe ra hết Honda gần nhất, bảo anh ơi khóa này của em dùng khóa Honda SH, anh đánh lại cho em cái chìa mới. Thì nếu mà anh em mà có cái mã này này, đây mình sẽ phải che cái mã đi, cái mã này, thì anh em đưa cái mã này, người ta sẽ không phải là trích xuất vào hộp đen nữa, để người ta lấy cái mã mật khẩu người ta đánh cho bạn cái chìa này đấy, đúng không? Hay là đơn giản như cái chìa zin này của bạn, nó sẽ có cái mã của cái chìa đúng không, mã của chìa đấy, thì người ta sẽ không phải đọc hộp đen. Nhưng nếu mà các anh em mất thì em nhà cũng rất đơn giản, anh em mất thì đơn giản này là gì, là bên Honda người ta có cái máy đọc hộp đèn ấy, người ta cắm vào cái chiết xuất ra cái khóa Smart Key luôn, và người ta sẽ xuất cho bạn cái khóa Smart Key, bạn dùng lại bình thường. Một khóa này ấy thì nó rơi vào khoảng 650 đến 750 một khóa này. Đấy, một khóa này như bọn mình là nếu anh em nhá lên hai chìa có điều kiện tài chính nhá, thích đánh thêm chìa nữa mình đánh được luôn, nhưng mà thực tế là nó không cần thiết đúng không, có bao giờ nó rơi được chìa đâu. Nhưng mà nhỡ may là mình bị chơi xấu, mình uống rượu bia say, mình vứt, mình không biết chìa. Đến ngày hôm sau mình mới tỉnh dậy, mình bảo mẹ hôm qua chỉ nhớ uống rượu thôi, không nhớ vứt đâu, không say đâu, không tìm được, đau đầu quá, không tìm được, thôi đi đánh chìa mới. Thì lúc ấy anh em đi đánh chìa mới thì rất là ok. Và hôm nay mình qua đây mình cho anh em xem con XR155 lên toàn mới mua thôi. Các bạn nhìn này, chìa còn chưa xước luôn, mới mua và lên rất là nhiều đồ cơ bản. Hôm nay mình sẽ review cho anh em nhé, chúng ta cùng đi thôi. Ok anh em, hello anh em, hôm nay sẽ khui thùng cho anh em. Như các bạn nhìn thấy này, camera đi vào đây đấy, cho mọi người đọc kỹ. Đấy là Akamovic này, mã của nó là cho CB300R này đấy, bản 2019 này. Và tiếp theo là cái này là năm sản xuất này, tuần thứ 26 của năm 2021 này. Vì các bạn biết rồi, đồ AK thì nhập từ bên nước ngoài về nên là nó sẽ bị lâu, đợt này lại dịch giã về là càng lâu đấy, nên là hôm nay mình sẽ khui thùng cho anh em một con Akamovic chính hãng cho Honda CB300R. Và con này là có cả slip on luôn nhá, hàng đã về. Và hôm nay mình sẽ đằng nào thì khách cũng phải cái này là hàng mình đã đặt cho khách và nhận đặt cho khách là trong vòng 1 tháng đây đấy. Đúng ra là em phải quay cho anh những cái đường anh cắt này, nó mới nghệ thuật, em đó. Đấy, dao dọc giấy cắt cái này thì khi anh em cắt thì lấy cái dao dọc giấy thôi, để cho nó không bị ảnh hưởng, nhỡ may va chạm vào bô thì đúng thực tế là nó chẳng va chạm đâu, nhưng mà mình làm thế cho kiểu chắc chắn xịn xó á. Đây tất cả full box luôn nhá, này tem này, các bạn nhìn này, cái tem AK này, tem chính hãng AK luôn đấy, các bạn thấy không, rất là nhiều logo AK ở đây. Đấy, hàng chính hãng AK nhập thùng đây, nguyên hộp. Cái này nó không có gì hết. Đai. À, vận chuyển từ bên nước ngoài về, cái đai này bị tụt. Đây, các bạn nhìn thấy cái đai tai treo à? Tai treo của nó à? Tai treo của AK nó phải đóng ở đây. Đấy.
nó nằm như này. Ok. Ok. Chống sốc này. Xui. Úp ra nào. Vừa đến cái mục này mới là cái mục mà cần phải nhẹ nhàng này. Đấy, các bạn nhìn này. Đây gọi khui thùng đập hộp luôn á. Rồi. Tem này nhá là tem tự hủy anh em. Mình mới được thằng cô em Dũng, idol Dũng Jack của bên Tú Đức Sinh nói là cái tem này là tem nhôm. Và khi mà cái tem này nó bị vỡ ra rồi ấy, là nó không thể phục hồi lại được. Đấy là tem tự hủy, tem nhôm. Và cái tem này là nếu anh em, cái điều anh em quan tâm ấy, là gì? Là nếu mà bị bong cái tem này thì có đặt được tem khác về cho nó đúng là tem xịn của chính hãng hay không? Có đặt được luôn. Giá nó khoảng tầm 380-450 một cái tem. Đấy. Đây. Full cho CB300 luôn. Ô, không miếng ốp à? Nó có cái này nó phải có là miếng ốp chứ. Đúng không? Đúng rồi. Nó cái này ở đây nó sẽ phải có một cái ốp. Ốp này là ốp chống nóng. Chờ anh Tiến xem. Đây. Đây, 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 đây. Ui giời. Sách quên. Đây là thẻ này. Các bạn nhìn thấy không? Đây là giấy ước, sách hướng dẫn. Sách hướng dẫn của AK giới thiệu. Đấy. Đút lại. Cái này thì anh em nào rảnh thì lôi ra mà đọc luôn. Nó có đủ thứ tiếng anh em. Đủ thứ tiếng luôn. Đây cũng là sách này. Nói này. Và con này nhá, hàng AK chuẩn này là lắp lên là tăng HP anh em. Đây, các bạn nhìn này. Montonazi Compact tiếng của Slovakia. Đây. Ốp AK xịn luôn. Nhưng mà dán mất rồi. À. Dán rồi. Đúng rồi. Dán rồi. Sorry anh em, cái miếng này thì không bóc ra cho các bạn được rồi. Thì hàng này mình phải gửi cho khách này, tem AK xịn luôn này. Đấy. AK xịn này, nó sẽ nằm đây này. Đấy. Xô. Mười mấy triệu, nó có giá của mười mấy triệu anh không nhận đâu. Đây này. Cả quay nhê, quay nhủng nó xịn. Này, các bạn nhìn thấy không? Bộ quay nhê này. Lò xo. Lò xo này. Đấy. Cái này thì nói thật là mình nhận đặt hàng cho khách thì nhờ bên hệ thống của anh em ở bên Tũng nó đặt cho mình. Đấy thì mình vẫn nhận bán đúng giá thôi, thì bên Tũng nó sẽ cho mình 50-100 ăn mua bát cơm con cá thế thôi. Còn mình vẫn hỗ trợ khách mà. Rất là may là được cơm lây được ở bên khu em Tũng Vệ Sinh. Nào, em ơi cho anh mượn băng dính đi. Để anh dán lại chỗ này. Mình bóc ra cái này là mình phải bóc ra để mình kiểm tra. Mình đây, nhỏ đấy, cắt đây cái. Ôi. Làm phải để ý những cái chỗ đấy nó xước rồi nó bỏ đi chứ. Ngắn thôi, không cần dài đâu. Anh cắt mỗi chỗ này thôi. Đấy thì trước khi bàn giao lại cho khách và các bạn nhìn này. Đấy. Bao giờ cũng có cái là dán cái này là khi mà anh em dùng đến ấy, thì anh em bóc cái tai này ra. Đây, tức là cái này là chưa sử dụng. Và cái này là nó full slip-on của AK luôn nhá. Các bạn nhìn thấy không, có chữ AK này. AK này. Đấy. Cái này là của chính hãng AK làm mà đã có tính toán rồi. Đây nha. Sách trước. Không, sách để dưới. À, cái này nó có cái ốp thì phải để cái ốp ở đấy. Ốp ở trên không nhỡ bay nó bị đấy. Vỡ chứ. Cái này anh đã gửi đi cho khách cả. Hàng về mừng quá. Đây. Và khi mà nguyên bộ nó đặt lên như này rồi nó sẽ nằm như này nhá. Đấy, chống sốc. Băng dính sáng ơi. Đã xong rồi em. Cái này mình sẽ dán lên. Và nếu anh khách thì tại sao mày lại khui thùng bóc siêu của anh thì bảo anh thông cảm. Bây giờ em quay cho anh em cái ảnh mạng xem, với cả em phải kiểm tra hàng em nhận là gì. Nhỡ may ở trong này nó lại đút cho mình đối canh cục hạch thì em ra. Cảm ơn anh em. Đây là trên tay sản phẩm AK Movic, giá là hơn 14 triệu. Full slip on cho con này. Đấy. Mình thì có rất là nhiều AK Movic Racing Line, R3, MT03, MT07, MT09, CBR650. Vì là bên Tụng nó nhiều lắm. Cảm ơn anh em. Hẹn gặp lại anh em tại vlog sau nhé.
các bạn quan tâm đến cái việc là XR có khóa cổ không đúng không? MT15, R15V3. Sorry anh em, MSI Devic có khóa cổ được không? Các bạn nhìn này. Đấy. Các bạn quay rồi cho anh. Đấy các bạn thấy không? Nó vẫn đang khóa cổ bình thường. Đấy, nó vẫn đang khóa cổ. Đấy các bạn nhìn lẫy khóa cổ chưa? Không quay được. Đây để mình mở lên cho. Đấy. Nào. Cổ xoay bình thường luôn. Đấy, cổ xoay bình thường luôn. Các bạn thấy không? Và đây mình lại khóa cổ lại cho anh em nhé. Khi mà khóa cổ ấy thì chúng ta hơi đưa cái tay này ra để một tí. Đấy. Khóa cổ cực kỳ chắc chắn luôn. Đấy. Và đây là khóa này mình sử dụng của Honda SH. Thì đây các bạn thì đi gần vào cái bấm mở được. Và cấu tạo của nó sẽ là như này. Đây camera sát vào đây để anh nói. Cấu tạo nó là đây. Các bạn nhìn thấy cái miếng nhôm này chưa? Đấy một part CNC lắp vào cái ổ khóa này. Và ổ khóa này thì nó chuẩn như zin luôn, đúng vào khuôn thôi. Ở đây thì có cái lòng đen, có lòng màu đỏ này, màu vàng này, màu xanh này. Đấy và có này là bản khác, bản này bản titanium. Đấy, bản này bản titanium. Thì cái giá của nó như nhau nhá. 5.850.000 cho một bộ khóa smart key này. Đây, camera đi sang bên này. Có cái bộ CNC này. Đấy. Thì bộ CNC chúng ta lắp đặt ở đây. Lắp ở đây, tất cả rắc riếc ổ khóa các thứ mình đều nằm ở đây. Và đây là ổ khóa cổ này. Đấy. Ổ khóa cổ này các bạn nhìn thấy không? Nhìn cái ốc nó đưa ra nó cắm vào cái ổ khóa cổ này. Chúng ta đều ở quay bên này hoặc bên kia đều được, đều khóa cổ được. Thì cái dây điện thì là điều anh em quan tâm nhất, thì anh em yên tâm, dây điện cắm như zin luôn, không cần phải độ chế gì cả. Anh em ở xa cũng có thể mua về tự lắp được. Nhưng nếu mà ở xa thì anh em mua về tự lắp trừ luôn 500.000 công lắp đặt nhá. Đấy. Và cái thêm cái điều nữa là với những dòng xe bình xăng trên, nó không giống như Exciter là mở bằng ổ khóa hay là Winner mở ổ khóa, thì chúng ta sẽ phải luôn cầm chìa khóa zin để làm gì? Để đổ xăng. Để đổ xăng. Còn các bạn mà thích lên cái nắp CNC mà vặn ra không cần khóa thì cũng được, nhưng mà cái đấy thì mình cân nhắc anh em trước khi chơi, vì đa phần là toàn anh em big buy chơi những con đấy và anh em xe để tại nhà thôi chứ không đi ra ngoài đường làm. Như ví dụ anh em làm trong công sở chẳng hạn, con XR làm công sở, đối thủ hoặc là cạnh tranh nhau ở trong phòng trong biết các thứ, nó ghét nó bốc một tí cát nó thả vào đây cái đâu có khóa đâu, đúng không các bạn? Nó không có khóa thì tháo ra được, nhưng cái này có khóa thì đố bố nó luôn, nó không thể làm được việc đấy. Đấy, đây là khóa smart key. Và chiếc xe này thì mình đã làm review rồi, nó lên rất là nhiều đồ cơ bản. Đấy, chân chống giữa này, chống đổ này, chê két nước này. Nhưng mà nó cái này nó hơi khác một tí, chống đổ này nó là chỉ có hai điểm bắt ở đây thôi, hơi khác một tí. Và tiếp theo nữa là gì, là chủ xe lên rất là nhiều đồ công năng. Đây các bạn nhìn thấy không? TWM này. Mà hàng mới tinh luôn nhá, không chơi lướt luôn. Chủ xe chơi hàng mới luôn. TWM này. Brembo RCF 15. Các bạn biết là tại sao lại chủ xe sử dụng RCF 15 không? Vì là đây nhá. Thứ nhất là con P4. Con P4 này thì hoàn toàn có thể sử dụng con gì? Con RCF 14 hoặc là Kusakota 14. Nhưng chủ xe lên 15 anh em biết để làm gì không? Sắp tới nó sẽ có cái lòng ABS ở đây nữa này. Đấy, lòng ABS chạy đây này. Vì tại sao chủ xe sẽ lên cả hệ thống phanh ABS nữa, nhưng mà hiện tại là dịch nên là chủ xe bảo lên thế thôi, vợ con chỉ cho chơi thế thôi chứ còn chơi nữa là hết tiền. Đấy, chủ xe thì cái vấn đề là mình chỉ là người tư vấn thôi, còn mong muốn của chủ xe lên như nào mình sẽ lên theo như thế. Thì đây là lên trước cái bài này. Thì bài này nhá, anh em nhớ để ý quan trọng nhất, cái pad phanh này là lắp cho chuẩn cho đĩa 275. Còn nếu mà anh em lên sai đĩa 300 ấy thì chúng ta sẽ phải đi cái pad này, pad khác, nó phải kéo dài ra để con heo để tịnh tiền nó đưa dài ra, chứ không là đĩa này không lắp được. Đó. Chiếc xe này mới tích luôn, chẳng có gì để lên để review nhiều cho anh em. Pad biển này, à đây, hôm nay mới lắp thêm cả quả pad biển nữa. Pad biển này ấy thì là hàng pad biển của Embiker, hàng công ty và anh em biết là bán cái bảy nấc đấy. Đấy, thì người ta sản xuất ra cái thép này là mình nghĩ nó là thép, nó không phải là nhôm, nó rất là cứng và chắc. Thì cái này là thép và sơn tĩnh điện, kèm với thêm là anh em quan tâm cái xi nhan không? Đấy các bạn nhìn thấy không? Đấy, cái xi nhan này, bắt xi nhan zin luôn. Cái này là bắt zin luôn nhá, không cần phải độ chế gì. Và cái này là đèn soi biển này. Chờ tí mình mở điện lên. Đấy. Khi mình nổ máy lên thì đèn nó sáng này. Đấy, cái pad đèn sáng, đèn soi biển. Chiếc xe này mới. Và thêm cái điều nữa là cái pad biển này các bạn nhìn thấy nó đẹp không? Đẹp ở điểm gì các bạn biết không? Cái xi nhan ngày xưa nó nằm ở đây, nó vòng ra, nó dài ra rất là nhiều. Nhưng bây giờ xi nhan nó đánh tụt vào đây, nó rất là gọn gàng, nó lộ cái đuôi này.
như clip trước mình đã nói với anh em rồi đúng không? Cái đuôi này nó rất đẹp và cái này nó lộ cái đuôi ra, nhìn trông rất là đẹp, hợp với cả cái tay sách. Tay sách thì có nhiều loại, đây là bản tay sách vuông dài. Còn anh em có thể chơi tay sách tròn trông cho tinh tế này, anh em có thể lên tay sách kèm ba ga cho nó thuận tiện trong việc di chuyển ở trong phố này, rất là nhiều. Đấy. Và chiếc xe này là bây giờ mình sẽ đem giả xe, dịch vụ nhà mình thì cũng đều là có nhận xe tại nhà và giả xe. Và cái này thì xin phép anh em là mình có tính phí, bởi vì tại sao? Vì là nhân viên nhà mình phải đi ra ngoài đường để làm gì, để lấy xe cho các bạn. Đấy, nên là cái này là bọn mình sẽ tính phí. Ok anh em, hẹn gặp lại anh em tại những vlog sau nhá. Bye bye.